VTIN xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review và mang đến cho bạn một trong những chiếc bàn phím cơ nhưng mình giá rẻ. Mã sản phẩm đó là K880. Vậy sản phẩm này có gì hay và đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Rồi ok, trên tay mình hiện tại đang là chiếc bàn phím cơ gaming K880. Có một hộp bìa rất là đậm chất gaming với hai tông màu đỏ và đen, nhìn khá là chuyên nghiệp. Giờ thì mình sẽ đi khui chiếc bàn phím này ra. Ok, ở đây thì trên tay mình hiện tại đang là chiếc bàn phím cơ K880. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là sẽ có full size 104 phím với tông màu đen. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là chất liệu nhựa là ABS rất là bền bỉ. Mặt trước của sản phẩm thì chúng ta sẽ có là nhựa sừng, sẽ không bám vân tay quá là nhiều và cho độ bền khá là tốt. Ở bên sườn thì sẽ là chất liệu nhựa trơn. Ở đây thì chúng ta sẽ không tránh khỏi là việc xước cũng như là bám vân tay, nhưng mà ở bên sườn nên là chúng ta sẽ không quan tâm lắm nhé. Đợt điểm qua mặt sau thì chúng ta sẽ có là hai cái lẫy khá là to bản và khá là chắc chắn, tăng độ cao cũng đáng kể. Ở đây thì mình sẽ để gần cho các bạn nghe tiếng của bàn phím. Nghe cũng khá là đã. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 chiếc mút ở 4 góc để có thể là cố định bàn phím không di rời. Với dây kết nối thì chúng ta sẽ có là USB 2.0 với độ dài của dây sẽ là 1,5m. Chiếc bàn phím này thì chúng ta sẽ có kinh cáp là double shot, đường nét khá là rõ và sắc nét, thì trong thời gian dài thì sẽ không bị bay lách các bạn nhé. Với sự quick của bàn phím thì chúng ta sẽ có là blue quick. Với sự quick này thì chúng ta có thể là tháo rời và thay thế rất là đơn giản, thì tí nữa mình sẽ tháo rời cho bạn xem. Với chiếc bàn phím K880 sẽ có tổng cộng là 9 chiếc led với led là Rainbow. Ở trong cái tầm giá thì sản phẩm này thực sự là một trong những sản phẩm đứng top ở trong chiếc bàn phím cơ giá rẻ. Thì ở đây thì mình sẽ đi vào test led cho bạn xem với 9 chế độ, cũng là nhiều chế độ có thể là tăng giảm độ sáng cũng như tăng giảm tốc độ chạy led. Giờ chúng ta sẽ đi vào test led nhé.
chuyển sang chế độ LED nhấp nháy thì chúng ta có thể tinh chỉnh được là tốc độ của đèn LED. Ok, vừa rồi thì mình đã vừa review cho bạn một trong những chiếc bàn phím cơ gaming giá rẻ, mà sản phẩm là K880, một trong những bàn phím thực sự là rất đáng để các bạn sở hữu trong tầm giá này. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể click vào đường link mình có để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn cảm thấy video này hay và ích có thể like, subscribe, đăng ký kênh để được những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin chào.